Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta thấy phước hạnh của Chúa tuôn tràn. Chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta được Chúa Ngài ban phước một cách đặc biệt, hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúng ta đi đâu, chúng ta cũng làm nguồn phước cho những người lân cận của chúng ta. Thật là một cái vị trí mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Những cánh cửa cơ hội được mở ra cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta nắm lấy những chìa khóa mà Chúa Ngài trao cho chúng ta, để chúng ta bước vào kho tàng của quyền năng, của dấu kỳ phép lạ của Chúa, để chúng ta nhận, để chúng ta kinh nghiệm, và để chúng ta ra đi phân phối cho những người lân cận của chúng ta. Buổi tối hôm nay, một lần nữa tôi khuyến khích anh chị em có những kinh nghiệm, những trải nghiệm đối với Chúa. Chúa đáp lời cầu nguyện, Chúa nghe lời kêu cầu của chúng ta, Chúa can thiệp vào. Chúng ta thấy những việc lớn Chúa làm, hãy cùng với chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ. Mà các anh chị em đánh vào những dòng bình luận, tại đó chúng ta sẽ dâng lên Chúa những lời cảm tạ, nói một cách tốt lành về Chúa của chúng ta. Đó là cách tốt nhất để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong phước hạnh của Ngài. Để chúng ta khích lại nhau và cùng nhau chúng ta cứ tiến vào, rồi chúng ta tấn tới, để chúng ta sẽ bước vào, để chúng ta đón nhận vùng đất hứa mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Buổi tối hôm nay, bài đầu tiên trong chủ đề đời sống cầu nguyện để chuẩn bị cho dấu kỳ phép lạ, thì chúng ta sẽ cùng học những chìa khóa để cầu nguyện một cách có linh nghiệm. Như phần Kinh Thánh mà tôi vừa mới đọc cho anh chị em, chúng ta cùng nghe lại. Luca chương 11 câu 1 cho đến câu số 2. Có một ngày, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như dân đã dạy môn đồ của mình. Ngài phán rằng: Hãy nói lại cha, danh cha được thánh, nước cha được định. Đây là một khung cảnh mà chúng ta thấy rất đặc biệt. Mặc dù đã theo Chúa một thời gian, cùng đi ra để Chúa Giêsu Ngài đi từ nơi nọ đến chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài, thì chúng ta thấy các môn đồ của Chúa quan sát một thế phần của đời sống của Chúa Giêsu mà chúng ta tin rằng một phần rất lớn đó là đời sống cầu nguyện của Ngài. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong Luca chương 11 câu 1 này: Có một ngày kia, Đức Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, ở đây chúng ta thấy có một sự quan sát, có một thế, một cái những cái ánh mắt theo dõi để chờ, để học cho bằng được điều mà có thể các môn đồ của Chúa đã chứng kiến, đã thấy. Mỗi lần Đức Giêsu Ngài cầu nguyện thì có những việc kỳ diệu xảy ra. Lần Ngài cầu nguyện thì có những cái việc lớn mà chúng ta thấy được xảy ra. Cho nên các môn đồ của Chúa đã đến và xin Chúa dạy cho họ cầu nguyện, cũng như dân đã dạy môn đồ của mình. Thì chúng ta thấy Đức Giêsu Ngài liền đáp ứng lại với lời yêu cầu của họ, điều họ xin. Đây cũng là điều mà tôi tin rằng trong lúc chúng ta học, anh chị em hãy có một tấm lòng hướng về Chúa và xin Chúa dạy mỗi một chúng ta cầu nguyện. Chúng ta nghe về kinh nghiệm của những người đi trước, những người được Chúa Ngài ban phước, có một đời sống cầu nguyện, họ xin gì thì dường như có được cả sự chú ý của thiên đàng và phước hạnh của Chúa liền xảy ra. Thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho để cá nhân của chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được. Và chúng tôi sẽ trao cho anh chị em dựa trên lời của Chúa một số những cái chìa khóa. Đây là những điều cốt yếu để chúng ta có một đời sống cầu nguyện một cách linh nghiệm. Cầu nguyện là một trong những đặc quyền quan trọng mà Chúa ban cho con cái của Ngài. Và Chúa Ngài tự giới hạn Ngài trong sự đáp lời cầu nguyện. Ngài muốn, Ngài mong chờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta mời Chúa can thiệp vào, mời Chúa bước vào hoàn cảnh của chúng ta hay là hoàn cảnh của những người mà chúng ta phục vụ, để chúng ta có thể thấy có sự can thiệp của thiên đàng, của nước trời, của chính Đức Chúa Trời vào trong những hoàn cảnh. Và chúng ta biết rằng khi Ngài hành động thì việc gì cũng có thể thực hiện được, bởi vì Chúa chúng ta là Chúa toàn năng. Cầu nguyện là một lĩnh vực quan trọng mà chúng ta cần phải biết cách để cầu nguyện cho thật linh nghiệm. Đây là chỗ mà chúng tôi tâm quyết và muốn chia sẻ với anh chị em những kinh nghiệm mà chúng tôi đã học được và áp dụng ở trong đời sống của mình liên quan đến cầu nguyện, để anh chị em cũng nắm bắt được, cho anh chị em khi cầu nguyện cũng có một sự linh nghiệm của lời cầu nguyện của chúng ta. Vì chúng ta không muốn chỉ làm những công tác tôn giáo khi chúng ta cầu nguyện, và chúng ta cũng không cầu nguyện một cách cầu may, cầu nguyện một cách gọi là
dựa trên cái sự may mắn. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện một cách chắc chắn với những chìa khóa Chúa giao cho chúng ta qua việc Chúa dạy cho các môn đồ của Chúa cầu nguyện. Thì chúng ta sẽ thấy được điều Chúa Giêsu dạy mà chúng ta làm theo, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy có một kết quả như chúng ta mong đợi. Cầu nguyện chính là hơi thở của Đức Thánh Linh mà Ngài muốn chúng ta có được ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta sống động ở trong ơn của Chúa. Vậy trừ khi chúng ta biết cách để cầu nguyện theo đường lối của Chúa, chúng ta không có một cái điều gì chắc chắn bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận được điều mà chúng ta cầu xin từ nơi Chúa. Chúng ta không thể có một cái sự bảo đảm rằng chúng ta sẽ nhận được điều mình cầu xin. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa dạy, chúng ta áp dụng theo như lời của Chúa đã tuyên phán với chúng ta, và chúng ta cầu nguyện với lòng tin, chúng ta cầu nguyện với những cái kiến thức mà chúng ta học được từ nơi những con người có một đời sống cầu nguyện tuyệt vời mà Đức Thánh Linh đã hà hơi để các trước giả của Kinh Thánh đã ghi lại cho chúng ta. Thật ra Kinh Thánh nói một cách rất là đơn giản ở trong Matthew chương 7 câu số 8: bởi vì hễ ai xin thì được. Câu này cho chúng ta thấy một cái xác định rất là rõ ràng. Bởi vì hễ ai, ở đây cho chúng ta thấy rằng bất cứ con người nào xin thì sẽ được. Như vậy chúng ta thấy trong cái đơn giản này chứa đựng một cái lẽ thật, đó là chúng ta phải cầu xin cho đúng để chúng ta có thể thấy được kết quả. Người ta thường nói một cách để học cầu nguyện, đó là cầu nguyện đúng mà sai. Bởi vì cầu nguyện như để cầu nguyện mà thôi thì chúng ta thấy rằng sẽ không có kết quả. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cần phải cầu nguyện đúng cách. Và đó lý do tại sao các môn đồ của Chúa có thể họ so sánh cái đời sống cầu nguyện của họ và đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, cho thấy cái kết quả nó khác nhau rất nhiều. Cho nên họ chạy đến và họ xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Như vậy chúng ta cần học để chúng ta có thể cầu nguyện một cách kết quả. Từ miệng của chính Đức Giêsu chúng ta học được phương cách để sự cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Chúa bảo khi các ngươi cầu nguyện hãy nói. Chúng ta phải khiêm nhường hạ mình, chịu học như là một đứa trẻ, một người học trò, lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa và làm đúng theo sự dẫn dắt của Ngài. Vì người môn đồ là như vậy, là học và áp dụng, học và làm theo. Thì lúc bây giờ mới thật sự chứng minh mình là một người môn đồ của Chúa. Học mà không ứng dụng thì chúng ta thấy rằng đó là một cái thái độ mà chúng ta thấy nó phản nghĩa với chữ môn đồ. Người môn đồ là những người đi theo một vị thầy, học và áp dụng theo những gì thầy dạy. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta trở nên những môn đồ làm theo những điều Chúa Ngài dạy, để đời sống của chúng ta có thể thấy được những phước hạnh vì những gì Chúa Giêsu dạy đều là tuyệt vời. Ngài muốn chúng ta có một đời sống đầy phước hạnh trong ơn của Chúa là như vậy. Nên khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện đúng, cầu nguyện dựa trên những gì Chúa dạy, để đời sống cầu nguyện của chúng ta luôn luôn có kết quả. Loạt bài này sẽ giúp cho chúng ta biết cách để chúng ta cầu nguyện bằng cách chúng ta dùng lời của Chúa để chúng ta cầu nguyện. Và lời của Chúa cũng là khuôn mẫu, cũng là sự thông biết cho đời sống cầu nguyện linh nghiệm của chúng ta. Nên mời anh chị em, thứ nhất chúng ta cần định nghĩa cầu nguyện là gì. Cầu nguyện trong một định nghĩa đó là sự tương giao với Chúa. Chúng ta gặp Chúa, chúng ta tương giao với Ngài. Chúng ta, chữ tương giao tại đây là hai chiều. Chúng ta có trình dâng những nhu cầu cho Chúa và chúng ta đón nhận sự đáp lời từ nơi Ngài. Cầu nguyện là tương giao với Chúa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có nhiều loại cầu nguyện. Cầu nguyện, khẩn nguyện, nài xin, tạ ơn và trình dâng mọi nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Căn bản của cầu nguyện là phải dựa trên lời của Chúa. Chúng ta cầu xin Ngài can thiệp vào một hoàn cảnh. Và chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại chúng ta rất nhiều câu chuyện. Người ta cầu nguyện là người ta mời Chúa bước vào hoàn cảnh đó, mời Chúa mặc khải cho một điều mà không ai biết. Chỉ nhờ vào trong sự mặc khải của Chúa thì việc mới có thể được lộ ra, được hiển lộ, được sáng ra. Chúng ta thấy cầu nguyện cũng là một cái sự cầu xin, sự can thiệp tiếp diện của thiên đàng đến trong một hoàn cảnh, trong một nhu cầu nào đó. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều thể loại cầu nguyện. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta không chỉ giới hạn ở trong sự cầu nguyện của chúng ta, như chúng ta thấy những người đi trước, có thể chúng ta học nơi họ là gặp Chúa trong giờ cầu nguyện là chúng ta cứ kể ra cho Chúa một danh sách của những yêu cầu của chúng ta. Nhưng mà có những chìa khóa mà Chúa Ngài cho chúng ta trước đó nữa, để chúng ta có thể đến ở trước mặt Chúa
đảm bảo mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Rồi lúc bây giờ mình sẽ dâng những cái nhu cầu, những điều mình cầu xin ở trước mặt Ngài. Và những lời cầu xin đó, khi chúng ta cầu xin đúng theo như lời của Chúa, như ý của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy đời sống cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Matthew chương 6 câu 32 lời của Chúa chép: Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Ở đây Chúa Giêsu Ngài hé mở ra cho chúng ta một cái sự hiểu biết rất là quan trọng. Đó là Chúa Ngài đã biết luôn cả những lời trước khi ra khỏi miệng của chúng ta. Như vậy Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà Chúa Ngài đang chờ đợi chúng ta lên tiếng, chúng ta mở lời xin, để Chúa có thể nhúng tay vào, để Chúa có thể đáp lời cầu nguyện. Đây là việc mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta. Theo như lời dạy của Chúa Giêsu tại đây, chúng ta thấy rằng có cái phần của chúng ta. Chúa thì Ngài muốn làm đó. Như nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất như trời, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch của Ngài đó. Nhưng mà Ngài cần chúng ta mời, cần chúng ta nhận, cần chúng ta lên tiếng để xin Chúa Ngài hành động. Và đây là điều mà chúng ta đã được lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong những ngày qua. Như là những lời cầu nguyện nói về nhu cầu của chúng ta mà chúng ta dùng để xin Ngài làm thành. Đây là một trong những cái chìa khóa rất là quan trọng. Esai 55 câu 11 chép: Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì sẵn trở về luôn, nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lời công việc ta đã sai khiến nó. Như vậy chúng ta thấy những nguyên tắc ở trong loạt bài này sẽ kết quả khi chúng ta trung tín thực hành những nguyên tắc này. Vì Chúa Ngài đã sai phái lời của Ngài đi ra, và Ngài định cho mục đích của những lời mặc khải mà Chúa Ngài đã bày tỏ đó. Và khi chúng ta nắm lấy, khi chúng ta đón nhận, chúng ta cầu nguyện trở lại với Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng chắc chắn Chúa Ngài sẽ làm cho chúng ta. Tôi muốn thấy kết quả, và chắc chắn rằng Chúa Ngài sẽ làm, vì Chúa Ngài đã làm, Ngài đã đáp lời cầu nguyện của những người đi trước, những trước giả của Kinh Thánh, những anh hùng đức tin, những con người mà Chúa Ngài đã đại dụng họ. Thì chúng ta thấy rằng Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta không thiên vị ai hết. Và chúng ta tất cả đều có thể nhận được một mức độ của sự đáp lời của Chúa khi chúng ta cầu xin ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Khi đến với Chúa, chúng ta phải đến đầu tiên đó là trong sự ngợi khen, và giữ thái độ ngợi khen khi chúng ta ra mắt Chúa, khi chúng ta đến ở trước mặt Ngài. Đây là điều rất là quan trọng mà anh chị em cần nhớ. Chúa Giêsu dạy như thế này: Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Chúng ta để ý đến mấy chữ lạy Cha, danh Cha được thánh. Đây là một cách để chúc tụng, đây là một cái cách để ca ngợi Chúa. Đây là một trong những chìa khóa quan trọng để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Trước khi chúng ta trình dâng nhu cầu của mình cho Chúa, thì chúng ta cần phải phục vụ Chúa trước trong sự ngợi khen. Sự ngợi khen của Ngài phải ở trên môi của chúng ta. Sự ngợi khen phải là phần đầu tiên khi chúng ta gặp Chúa. Đừng như một người chạy vào trước ngôi ân phước của Chúa, trình dâng những nhu cầu của mình cho Chúa một cách nhanh chóng, như là chúng ta trình sớ trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy bước vào bằng lời chúc tụng, bằng sự ngợi khen. Đó là điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Anh chị em, chúng ta có thể thấy trong hình ảnh này, thiên đàng có cổng. Và để chúng ta có thể mở cổng của thiên đàng, thì chúng ta phải sử dụng chìa khóa của sự ngợi khen. Thi Thiên 100 câu 4 cho chúng ta thấy hình ảnh của những người đi thờ phượng Chúa. Họ đến đền thờ, thì lời của Chúa có những cái sự chỉ dẫn như thế này: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Đây là điều mà chúng ta cần nhớ luôn trong đời sống của chúng ta. Phải có thái độ và tinh thần ngợi khen thờ phượng Chúa trước nhất, để rồi chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Bây giờ chúng ta xem một số những câu chuyện, những việc mà chúng ta thấy các thánh nhân ở trong Kinh Thánh đã hiểu biết nguyên tắc này, và bí quyết của sự ngợi khen của họ đã đem lại sự đáp lời, sự mặc khải lớn lao từ nơi Chúa. Và đây cũng là gương mà chúng ta cần phải noi theo. Họ đã ngợi khen Chúa một cách hiệu quả. Họ đã ngợi khen Chúa và thấy sự đáp lời, sự đáp ứng của Chúa một cách thật là tuyệt vời. Thí dụ chúng ta thấy trong lời cầu nguyện của Nehemi. Nehemi chương 1 câu 5, chúng ta thấy ông đến với Chúa như thế này: Ôi, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hãy giữ lời giao ước
và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Và chúng ta thấy ở đây, kết quả của lời cầu nguyện này, Chúa dùng một người ở trong công việc dâng rượu cho vua uống. Đó là công việc của Nehemi. Mà chúng ta thấy Chúa Ngài liền cất nhắc, đáp ứng lại với lời cầu nguyện của ông và đã sử dụng ông để trở về quê hương, xây dựng lại tường thành Jerusalem và hoàn tất những công việc mà những người đi trước đã cố gắng thực hiện nhưng không thực hiện được. Ông bắt đầu bằng sự ngợi khen Chúa như vậy. Ôi, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính, hãy giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ông ca tụng Chúa, Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kính. Rồi có lời cảm tạ là đấng đã giữ những giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Một hình khác chúng ta thấy trong lời cầu nguyện của Daniel, ông ở trong Daniel chương 9 câu số 4, thì lời chúc tụng này đã được lặp lại. Chúng ta thấy như là gần sát với nhau ở trong Daniel chương 9 câu số 4. Vậy ta cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ, Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài vì Ngài là đấng cai trị, Ngài là vua của vũ trụ này, và cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện, Ngài là đấng ban phước cho những người giữ theo các điều răn của Ngài. Kết quả là một sự mặc khải lớn lao đã đến ở trên Daniel, để ông thấy một chuỗi của những sự kiện lớn lao trong lịch sử của thế giới này. Và chúng ta thấy rằng khi cái điều chi tiết cuối cùng được ứng nghiệm thì trải qua nhiều ngàn năm. Đây là một sự mặc khải lớn lao mà Daniel đã nhận được khi ông bắt lấy cái chìa khóa để mở cổng thiên đàng để bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ở trong công vụ chương 4 cũng ghi lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Hậu Thánh. Khi Phi-rơ và Dân trở về báo cho họ biết khi sự hăm dọa, những lời đe dọa của tòa công luận của những người lãnh đạo của Do Thái giáo, thì chúng ta thấy rằng Hậu Thánh của Chúa khi nghe thì lập tức mọi người cùng đứng lên, và chúng ta thấy họ đã một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất biển cùng muôn vật ở trong đó. Đây là lời cầu nguyện được ghi lại trong công vụ chương 4 của số 24. Thì cái sự đáp lời chúng ta thấy rằng trong trường hợp này thì xảy ra ngay tức khắc. Họ cầu nguyện, Chúa đáp lời và nơi nhóm lại rung động. Rồi ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh để họ có thể ra đi và giảng đạo của Chúa một cách giản dị. Một hình khác chúng ta thấy như vua Josaphat, một đội quân liên minh đến từ các nhóm dân của dân Ammon Moab và dân từ núi Seir đến để vây hãm thành của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng trong sự hướng dẫn của tiên tri của Chúa thì Josaphat đã làm một công việc mà chúng ta thấy rất là ngoạn mục. Ông đã vâng lời và sắm sửa những người ca hát đi trước đạo quân để ca ngợi Chúa. Và đây là điều mà họ ca ngợi. Sử ký thứ nhì chương 20 câu 22: Đương lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đã đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Seir đã đến để hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Ngợi khen, thờ phượng đem lại một cái kết quả rất là lớn. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài ngự giữa những tiếng hát ngợi khen, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đến để nhận những tiếng hát ngợi khen thờ phượng Ngài. Và khi Chúa đến thì núi cũng phải rung động. Chúng ta thấy ở đây quân thù thì chúng ta thấy bị đánh bại bởi vì dân sự của Chúa ngợi khen Chúa. Anh chị em trở lại với hoàn cảnh của chúng ta, hãy thấy được quá trình sức mạnh của chìa khóa này và chúng ta sử dụng nó luôn luôn. Bước vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải đến bằng những tiếng hát, bằng những lời cảm tạ mà những tiếng hát ngợi khen, để Chúa Ngài sẽ đáp ứng lại và Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Khi mà sự ngợi khen được dâng lên, Chúa vui lòng và Ngài đến. Nhưng mà khi sự ngợi khen thay thế bằng chữ lầm bầm, bằng những cái tiếng than phiền, thì dòng chảy quyền năng của Chúa bị gián đoạn. Cho nên chị em chúng ta đừng để cho hoàn cảnh khiến cho chúng ta cay đắng lầm bầm trách Chúa, nhưng mà hãy chọn ngợi khen Chúa. Vì Chúa Ngài là đấng dựng nên trời đất muôn vật. Ngài là đấng thừa quyền năng để làm tất cả mọi sự. Và Chúa Ngài cũng là đấng
cầm quyền kiểm soát trọn vẹn. Không một việc chi xảy ra mà Chúa không biết. Cho nên chúng ta chọn vì chúng ta tin vào sự tốt lành của Chúa. Chúng ta tin vào chương trình trọn vẹn của Chúa. Mà chúng ta cứ chọn lời khen Chúa đầu tiên. Chọn để chúc tụng Chúa. Để phần còn lại, Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách của Ngài. Nhiều lần, Đức Chúa Trời Ngài đã phạt những con người lầm bầm vì họ đã làm nghịch lại với những điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy. Cho nên chị em đừng lầm bầm, nhưng mà hãy dư dật trong sự cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúng ta cần ghi khắc lời cảnh cáo ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu số 10. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Cho nên chúng ta hãy gom những cái lời cảm tạ mà chúng ta sẵn sàng để dâng lên ở trước mặt Chúa. Gom những tiếng hát ngợi khen, và mỗi lần chúng ta ra mắt Chúa thì nó là cái chìa khóa đầu tiên chúng ta mở cổng thiên đàng để chúng ta bước vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Và Thi Thiên 22 câu số 3 cho chúng ta thấy khi chúng ta tạo một môi trường bằng sự ngợi khen, Chúa Ngài sẽ cai trị. Còn Chúa là Thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel. Chúng ta cũng cần được nhắc nhở thái độ ngợi khen này phải được giữ luôn luôn, sẽ bảo đảm một sự đáp lời từ nơi Chúa của chúng ta. Anh chị em, như là chúng ta ra mắt Chúa với điều Chúa muốn thấy nơi chúng ta, thì Chúa Ngài sẽ rất vui khi thấy chúng ta đến ở trong thái độ đó. Như chúng tôi nói khi nãy, thiên đàng có một cái cổng, và chìa khóa để mở cổng này để chúng ta có thể bước vào, đó chính là sự ngợi khen và thờ phượng. Ngợi khen vẫn còn được nghe khi mà lời cầu nguyện đã ngừng. Chúng ta thấy, tôi muốn chứng minh cho anh chị em ở đây, đó là những lời ngợi khen thường là gấp đôi, nhiều hơn gấp đôi những lời cầu nguyện. Và nếu Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta như vậy, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đặt nặng vấn đề ngợi khen cảm tạ Ngài. Hãy so sánh Thi Thiên 119, câu 164 như thế này. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Mỗi ngày ngợi khen Chúa 7 lần. Khi chúng ta so sánh với Thi Thiên 55 câu 17, thì chúng ta thấy cầu nguyện có 3 buổi. Buổi chiều, buổi sáng và ban trưa, tôi sẽ than thở rên xiết, Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi. Như vậy chúng ta thấy tại đây, ngợi khen là nhiều gấp đôi. Anh chị em hãy thay đổi mô hình này trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sinh ra và lớn lên trong một xứ mà trước đây chiến tranh và nhiều nỗi đau khổ. Cho nên từ tiếng nhạc, những bài hát, chúng ta thấy luôn là những bài có tính cách đượm buồn. Rồi lời cầu nguyện của chúng ta, cái cách của chúng ta cũng vậy. Tôi nhớ khi lớn lên, thì có một cái cách mà người lớn chung quanh tôi nghe. Khi cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta thấy rằng người ta cứ chắc lưỡi hít hà. Nghe, thấy nó cũng hay hay. Rồi cũng bắt chước vào những người trẻ lớn lên. Khi nghe cầu nguyện, thì giờ cầu nguyện hay là nghe giảng, cũng chắc lưỡi hít hà. Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta, khi chúng ta ra mắt Chúa, khi chúng ta đi vào trong sự hiện diện của Chúa, thì phải đi bằng sự ngợi khen, bằng sự cảm tạ. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ là một thế hệ của những người nắm bắt chìa khóa của sự ngợi khen và cảm tạ khi chúng ta muốn bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Hầu cho chúng ta sẽ bước vào cửa, chúng ta có thể bước vào ở tại ngôi ân phước của Chúa vì chúng ta sử dụng đúng chìa khóa. Mỗi con cái Chúa chúng ta cần học sống với đời sống ngợi khen. Hãy có bài hát luôn ở trên môi của chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa. Trong những ngày gần đây, ban hát dẫn có giới thiệu một bài trong tiếng Anh mà chúng tôi đang dịch sang tiếng Việt và chúng tôi sớm sẽ giới thiệu cho anh chị em. Bài hát nói đến hình ảnh từ lúc sáng sớm cho đến khi mới thức dậy, cho đến khi nằm xuống, khi đêm buông xuống, thì sự ngợi khen phải luôn ở trong đời sống của chúng ta. Tại sao? Vì Chúa quá tốt lành với chúng ta. Ngài là đấng hằng chăm sóc, nâng đỡ chúng ta trên tay của Ngài. Ngài là đấng tốt lành. Trong bài hát The Goodness of God, trong bài hát nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng ta. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ có thái độ đó.
Bởi vì Chúa quá tốt lành đối với chúng ta và những gì chúng ta đã nếm trải được ở trong ơn của Chúa. Thì phải là từ buổi sáng sớm khi chúng ta mới thức dậy và ở trong ngày rồi đến khi chúng ta nằm xuống nghỉ thì chúng ta phải luôn ca ngợi Chúa. Chúa đáng nhận, nói chúng ta lời cảm tạ. Khi một ai làm cho chúng ta một cái ơn lớn, một công việc gì đó quá lớn, thì chúng ta luôn miệng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Còn Chúa thì sao? Anh chị em cũng đừng tiếc, cũng như đừng thiếu thốn ở trong sự cảm tạ ngợi khen, mà hãy giàu có, hãy rơi rộng ở trong việc ngợi khen Chúa. Vì Chúa đối đãi với chúng ta quá tốt lành. Suốt cuộc đời của chúng ta, từ ngày chúng ta tin Chúa cho đến bây giờ, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy Chúa, Ngài đã đối đãi với chúng ta thật là tốt lành. Những công việc của Ngài, ơn của Ngài trên đời sống chúng ta thì chúng ta đếm không nổi, vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Thì thiền xong 17 câu 5 đến câu 6 chép: Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất đã sanh quả lợi của nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi. Đó là điều đã xảy ra cho vua Josaphat và dân sự của ông. Và kết quả là họ đã chiếm được chiến lợi phẩm nhiều đến độ phải mất 3 ngày mới thu được hết. Như Sử Ký thứ 2 chương 20 câu 25 đã nói cho chúng ta điều đó. Chiến lợi phẩm phải tốn 3 ngày, không phải chỉ đi ngang lượm chiến lợi phẩm lên là hết, nhưng mà phải 3 ngày dân sự của Chúa, vua Josaphat và dân sự của ông đã phải tốn cả 3 ngày mới có thể thu hết được chiến lợi phẩm. Hình dung với tôi, khi chúng ta dâng lên Chúa đủ những tiếng hát ngợi khen thờ phượng Chúa, chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa trong thái độ đó, chúc tụng ngợi khen Ngài, giữ điều răn của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài ban phước chúng ta đến độ chúng ta sẽ chiếm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Là những điều đáng lý ra chúng ta mất tay trắng đó, nhưng mà bây giờ thì kẻ thù nó phải bỏ lại, bởi vì Chúa Ngài bước vào và cuộc chiến không còn thuộc về chúng ta nữa, nhưng mà thuộc về Chúa của chúng ta. Điều thứ nhì, chúng ta cầu nguyện như thế nào? Có ít nhất là 5 điều mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta phải cầu nguyện trong những nền tảng của chân lý của Chúa như thế này. Thứ nhất, hãy cầu nguyện một cách chi tiết rõ ràng. Đây là điều mà khi nhỏ lớn lên ở trong giáo hội thì chúng tôi thấy rằng dường như người ta chế nhạo với những người cầu nguyện một cách chi tiết. Nhưng mà càng bước đi với Chúa và học hỏi lời của Ngài, tôi thấy những con người trong Kinh Thánh cũng như lời của Chúa dạy chúng ta, chúng ta thấy rằng đến với Chúa chúng ta hãy xin một cách chi tiết và rõ ràng. Mát chương 10 câu 46 đến 47 và câu 51 ghi lại cho chúng ta: Kế đó Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lại thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Nếu chúng ta để ý mấy câu kinh thánh này, chúng ta thấy Đức Giêsu muốn dạy chúng ta bài học lớn về sự cầu nguyện của linh nghiệm. Đó là Chúa muốn chúng ta trình bày với Chúa điều chúng ta muốn thấy xảy ra. Ở tại đây chúng ta thấy người mù Ba-ti-mê đã sốt sắng mà xin rằng: Xin thương xót tôi cùng. Ông ta xin và tin chắc rằng Đức Giêsu có thể làm lành cái sự mù lòa của ông và ông sẽ được sáng mắt. Ông cầu xin lòng thương xót của Chúa Giêsu. Ở đây ông còn đi xa hơn nữa, ông là người biết giao ước. Ông đã gọi Chúa Giêsu là con cháu của vua David. Nhưng mà chúng ta thấy ở tại đây, Chúa Giêsu Ngài đã hỏi ông một câu hỏi. Nếu chúng ta nhìn phớt qua, chúng ta thấy dường như Chúa Giêsu lẩm cẩm hỏi một câu như là thừa: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Ai cũng biết Ba-ti-mê là người bị mù, thì ông ta xin điều gì khác hơn là cho mình được sáng mắt? Và Chúa cũng biết điều đó. Nhưng mà điều mà Chúa Ngài muốn tìm thấy đó là chính miệng của Ba-ti-mê nói ra điều mà ông muốn nhận được từ nơi Chúa. Cho nên Chúa hỏi: Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Nhiều người nói một cách chung chung, nhưng đó không phải là cầu nguyện. Có nhiều người nghĩ ở trong đầu, nhưng mà không nói thành lời, cũng không phải là cầu nguyện.
Đúng, Chúa nghe ở trong tấm lòng của chúng ta, nhưng Chúa cũng nghe chính miệng của chúng ta nêu lên điều mà chúng ta muốn Chúa làm cho mình. Cầu xin một cách chi tiết. Cầu nguyện phải chi tiết và rõ ràng. Chúng ta cần phải nói lên nhu cầu của mình và chúng ta xin một cách chi tiết. Tại sao? Vì cầu nguyện một cách mờ mờ nói lên tấm lòng dời đổi nghi ngờ của chúng ta. Nhưng chúng ta xin một cách chính xác, xin một cách chi tiết là chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và tin rằng Chúa Ngài chắc chắn sẽ đáp lời, và khi Chúa Ngài đáp lời thì chúng ta sẽ dâng Chúa trọn vẹn sự ngợi khen và cảm tạ, bởi vì không thể nào sai trật được. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài cũng muốn tìm thấy điều đó trong đời sống của chúng ta. Một trong những lý do Chúa muốn nghe chúng ta xin một cách chi tiết, để khi nhận được sự đáp lời chúng ta không phải phân vân trong việc cái này là tình cờ, đây là ngẫu nhiên, đây là một sự trùng hợp, hay là Chúa Ngài đáp lời. Nếu chúng ta xin một cách chi tiết, việc nó xảy ra chúng ta không còn thắc mắc nữa, mà chúng ta chỉ biết cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta mù mờ không chi tiết, chúng ta nói lên chúng ta không thật sự mong chờ điều mà mình cầu xin. Nhưng mà xin một cách chi tiết, xin với đức tin để chúng ta sẽ thấy được phước hạnh của sự đáp lời của Chúa. Khi Chúa Ngài đáp lời, chúng ta sẽ bày tỏ lòng biết ơn của Chúa và dâng cho Chúa tất cả những sự ngợi khen cảm tạ của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần cầu nguyện theo ý của Chúa. Tôi thấy nặng đề của nhiều con cái của Chúa là họ không biết ý của Chúa là gì. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng cần phải được dạy trở lại những điều căn bản. Anh chị em, ý của Chúa được bày tỏ ra cho chúng ta rồi. Tổng quát ý của Ngài đã được bày tỏ ra cho chúng ta trong lời của Chúa. Kinh Thánh là ý của Chúa đã chép thành văn tự cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải học lời của Chúa. Chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và tìm biết ý của Chúa cho những hoàn cảnh khác nhau mà Chúa Ngài đã bày tỏ trong lời của Ngài rằng đó là ý của Ngài cho hoàn cảnh đó, cho nhu cầu đó của chúng ta. Một số người dạy với nhau và cầu nguyện. Họ cầu nguyện 5 điều 7 chuyện xong thì họ kết luận đó rằng lạy Chúa, nếu đó là ý của Ngài. Như là một cái lời cầu nguyện giả định. Trong khi đó thì Chúa muốn chúng ta cầu nguyện một cách chắc chắn. Cầu nguyện dựa trên lời của Chúa. Cầu nguyện dựa trên những lời hứa của Chúa. Cầu nguyện dựa trên lời của Ngài. Một ví dụ để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề tại đây. Dĩ nhiên ví dụ thì nó chỉ có thể làm sáng tỏ một chừng mực nào đó. Tôi lấy một ví dụ để anh chị em là những người quen thuộc với hình ảnh này, chúng ta hiểu được một phần nào rằng tại sao chúng ta phải cầu nguyện theo ý của Chúa. Đó là di chúc. Di chúc cho chúng ta thấy ý của một người về cái cách mà người đó muốn phân chia gia tài của mình như thế nào khi họ qua đời. Khi người đó nằm xuống thì người ta đem di chúc của người đó ra và đọc. Ở tại Mỹ này thì khi người làm di chúc xong là con cháu có thể nhờ luật sư để cầm cái di chúc đó và chia, phân chia của cải, gia tài cho con cháu. Di chúc là những chi tiết một cách rất là rõ ràng được viết ở trên giấy trắng mực đen. Di chúc là giấy tờ mà một người để lại trước khi qua đời. Nó linh ý của người đó muốn gia tài của mình, của cải của mình chia cho những người thân của thương của mình như thế nào. Di chúc cho chúng ta thấy ý của một người về cách phân chia gia tài của họ. Văn kiện này có lời của một người nói lên ý định của người đó. Ở đây, lời của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ ra ý của Ngài. Ngài muốn chúng ta sinh hoạt. Ngài muốn chúng ta sử dụng các thứ ân của Chúa như thế nào. Và cái chỗ bất toàn của ví dụ này là Chúa không chết để lại di chúc, nhưng mà Ngài để lại ý muốn của Ngài chép thành văn tự cho chúng ta, vì Chúa Ngài ở trời và chúng ta ở trên đất này. Chúa Ngài để lại cho chúng ta lời của Chúa, hướng dẫn chúng ta biết chúng ta phải làm gì và biết ý của Chúa cho đời sống của chúng ta ra sao. Kinh Thánh là văn tự của ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết được ý của Chúa khi chúng ta biết Kinh Thánh. Cho nên anh chị em phải là người của Kinh Thánh. Để đời sống cầu nguyện của chúng ta có linh nghiệm, chúng ta tìm lấy ý của Chúa ở trong lời của Ngài, rồi chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa. Chứ không phải cầu nguyện theo ý của chúng ta xong rồi chúng ta đặt chữ nếu, đó là ý của Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy tìm biết ý của Chúa trước, rồi chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa.
Điều đó sẽ đảm bảo lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận. Jeremiah chương 29 câu số 11 cho chúng ta biết về ý của Chúa, một cách tổng quát cho tuyển dân của Chúa và cho đời sống của chúng ta. Đức Giê-hô-va phán, Jeremiah 29 câu số 11, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được trông cậy ở trong lúc cuối cùng của mình. Đó là ý của Chúa. Ý của Chúa là con cái của Ngài, khi chúng ta còn ở trên đất này, chúng ta biết chắc một điều là ý của Cha của chúng ta là ý tưởng bình an đối với chúng ta, là ý tưởng ban cho chúng ta phước hạnh chứ không phải tai họa, để chúng ta được sự trông cậy ở trong lúc cuối cùng của mình. Mấy điều này giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều, mà trong những ngày qua chúng tôi nhấn mạnh với Hội Thánh. Khi chúng ta đối diện với những thách thức, những khó khăn ở trong đời sống, đừng để cho ma quỷ nhồi nhét ở trong đầu của chúng ta, đó là việc Chúa Ngài làm cho chúng ta. Thật ra đó là công việc của ma quỷ. Ý của Chúa đối với chúng ta đó là bình an, chứ không phải tai họa. Satan gạt con cái của Chúa bằng cách dạy rằng Đức Chúa Trời đặt để bệnh tật ở trong họ để làm cho họ khiêm nhường. Mà có nhiều người nhận điều đó, để cho Satan nói xấu về Cha của chúng ta trên trời, kể như Ngài là một ác thần. Và con cái của Chúa là chấp nhận điều đó. Nhưng mà dựa trên lời của Chúa cho chúng ta thấy ý của Chúa đó, thì là Ngài ban cho chúng ta ý tưởng của bình an, không phải tai họa, ý tưởng của phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa muốn đời sống của chúng ta tươi sáng hơn mỗi ngày, đi từ mạnh khỏe sang khỏe mạnh, để chúng ta có thể trông cậy đến cuối cùng cuộc đời ở trên đất của chúng ta. Satan nói cho người ta biết rằng nếu mà họ đang khỏe mạnh thì có chừng đó, bệnh tật ở trong họ có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng anh chị em hãy để cho lời của Chúa xác nhận với chúng ta rằng Chúa, Ngài nghĩ về chúng ta, ý tưởng của Ngài đối với chúng ta là ý tưởng của bình an, ý tưởng của phước hạnh. Nhưng mà nhìn sự thương khó Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy ý tưởng của Đức Chúa Trời một cách rất là rõ ràng. Tất cả những gì mất Chúa muốn chuộc lại cho chúng ta, những gì đã bị hư hoại Chúa muốn phục hồi lại. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu đã trả một giá đắt như vậy. Ý của Chúa là ý muốn tốt lành. Ý muốn của Chúa là tốt lành. Ngài không có ý đặt chúng ta ở dưới tai vạ bao giờ. Nên khi chúng ta đối diện với những thử thách, những sự khó khăn trong đời sống, đừng nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt điều này để chúng ta luôn nhớ, Chúa không bao giờ có ý giáng tai họa trên chúng ta là con cái của Chúa. Nhưng mà ý của Ngài luôn luôn là ban cho chúng ta những điều tốt lành. Nào, Chúa có thể cho phép những sự hoạn nạn xảy ra trong đời sống của chúng ta để Ngài trang bị cho chúng ta sẵn sàng, để chúng ta không thiếu thốn một chút nào. Và trời ơn của Chúa, hãy nắm vững điều đó, để chúng ta cứ tiến lên trong ơn của Chúa. Hãy nhớ điều này, nếu anh chị em phải ghi chép, hãy ghi chép ý tưởng này. Đối với tôi, đây là một sự khám phá, và nó đẩy tôi đến cái chỗ cứ luôn vững tin nơi Chúa và sự tốt lành của Ngài. Đó là tất cả những điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời. Anh chị em theo kịp chưa? Tất cả những điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả những điều xấu đến từ ma quỷ. Tất cả những điều xấu đến từ ma quỷ. Gia-cơ chương 1 câu số 17 cho chúng ta thấy là thật. Tất cả những sự ban cho tốt đẹp đều từ Cha sáng láng của chúng ta trên trời ban xuống cho chúng ta. Cho nên hãy ghi khắc điều đó trong tấm lòng, hầu cho trong lúc chúng ta trải qua những thách thức của đời sống thì chúng ta không bị mắc bẫy của Satan. Nó vừa ném đá, nó vừa giấu tay, rồi nó đổ thừa. Và chúng ta nếu thiếu sự hiểu biết, chúng ta sẽ mắc bẫy của nó. Và chúng ta đâm ra chúng ta trách Chúa, chúng ta chối bỏ đức tin, vân vân. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho chúng ta nắm chắc một điều mà tôi muốn xây dựng một cách rõ ràng để chúng ta dễ nhớ, đó là tất cả những điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời, và tất cả những điều xấu đến từ ma quỷ. Chúa Giê-xu tóm tắt một hình ảnh mà chúng ta cũng cần thuộc lòng câu gốc này. Phúc âm Giăng chương 10 câu số 10. Giăng đoạn 10 câu 10. Kẻ trộm
tức là ma quỷ, chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đến để chiên của ta được sự sống và được sự sống dư dật, được sự sống sung mãn. Hai đường lối rất là rõ ràng. Chúa đến để chiên của Ngài được sự sống và được sự sống dư dật. Còn ma quỷ Satan là kẻ trộm, nó đến thì ba cái công việc nó đến là đem đến những điều xấu, nó lớn chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt mà thôi. Cho nên đừng để cho Satan mà lì cha yêu dấu của chúng ta trên trời. Cũng đừng mắc bẫy nó để chúng ta phải trách Chúa. Nhưng mà nhớ một điều, vì lời của Chúa đã bày tỏ và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành, hãy xác nhận trong đời sống của chúng ta, vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta cầu nguyện. Nếu chúng ta biết là ý của Chúa là muốn ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, thì khi chúng ta thấy những điều xảy ra nó không tốt đẹp chút nào, chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện bằng hết cả lòng tin của mình, xin Chúa can thiệp vào, xin Chúa bước vào, xin Chúa thay đổi hoàn cảnh cho chúng ta. Và Chúa Ngài rất vui để đáp ứng nhu cầu của chúng ta như vậy. Còn nếu chúng ta vẫn còn xăm xám, chúng ta nghĩ rằng cái này có thể là Chúa Ngài sai đến, cái đây là những cái điều mà Chúa Ngài tạo ra để làm cho chúng ta khổ, thì chúng ta sẽ không dám cầu nguyện để xin Chúa lấy đi, xin Chúa cất đi, xin Chúa Ngài chữa lành. Nếu có một số người vì hiểu sai, dạy sai, họ đã cảm ơn Chúa vì tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho 3 tháng trước thì tôi có cái ung thư này, hay là họ nói lên những cái điều mà được dạy dỗ là trong mọi sự hay cảm tạ. Nhưng mà chúng ta không cảm tạ Chúa trong mọi sự, nhưng mà trong mọi sự chúng ta có thể cảm tạ, bởi vì sự chu cấp, bởi vì sự tốt lành của Chúa sẽ bày tỏ ra khi Chúa Ngài can thiệp vào. Cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng chu cấp, cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng chữa lành, cảm ơn Chúa vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Như vậy sẽ giúp cho chúng ta đến với Chúa một cách tốt đẹp. Sau khi có nhu cầu trong đời sống, chúng ta tìm lời Chúa hứa trong Kinh Thánh, thì chúng ta hãy cầu xin theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ sai được, không bao giờ sai trắc được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chắc chắn càng hơn ở trong ơn của Chúa. Xin đến với Thời Gian thứ nhất chương 5 câu 14-15 với chúng tôi. Và tôi muốn giải thích và giúp đỡ cho anh chị em nắm bắt được, và để đời sống của chúng ta được linh nghiệm. Đây cũng là hai câu Kinh Thánh mà chúng ta cần học thuộc lòng mà hiểu cho đúng, để rồi đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ chắc chắn. Lời của Chúa dạy: này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa. Nói khác là chúng ta không rụt rè, chúng ta không ngần ngại, nhưng mà chúng ta có thể dặn dĩ đến ở trước mặt Chúa. Đó là nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Như vậy khi chúng ta biết được ý của Chúa, ý của Chúa từ trong lời của Ngài, và chúng ta tìm được ý của Chúa rồi cho hoàn cảnh đó, cho lĩnh vực đó trong đời sống, thì chúng ta dặn dĩ chúng ta đến trước mặt Chúa. Và nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì, thì đây là sự bảo đảm lên cho em, thì Ngài nghe chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đây phải là một cuộc cách mạng cho đời sống cầu nguyện của anh chị em. Câu số 15. Một bước nữa. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Cảm ơn Chúa. Như vậy, tóm tắt để chúng ta thấy, chúng ta cần tìm hiểu trước về ý của Chúa, hay là chúng ta cần nắm vững. Nếu khi nãy tôi chia sẻ với anh chị em như là một cái mệnh đề đó, tất cả những điều tốt lành đến từ Đức Chúa Trời, tất cả những điều xấu đến từ Satan, thì sẽ đẩy chúng ta vào trong cái chỗ chúng ta biết ý của Chúa. Thí dụ, ý của Chúa bảo rằng Ngài không muốn người nào chết mất, nhưng muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Dựa trên lời này của Chúa, thì chúng ta có thể xin và tin chắc một điều: người thân của chúng ta sẽ được cứu. Vì Chúa không muốn ai chết mất hết, Ngài muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Và đó là ý của Chúa. Bây giờ chúng ta dặn dĩ đến và chúng ta cầu xin sự cứu rỗi cho người thân của chúng ta, vì chúng ta biết ý của Chúa rồi. Đừng cầu nguyện lại: Chúa, xin Chúa Ngài cứu chồng của con, vợ của con cái của con, hay là cha mẹ của con. Nếu đó là ý của Chúa, ý của Chúa đã bày tỏ rồi, là Ngài muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Ngài không muốn ai chết mất hết. Ý của Chúa về sự chữa lành cũng vậy. Nếu Đức Chúa Trời
Ngài đã lên kế hoạch báo trước cho chúng ta rằng đấng cứu thế, đấng thống khổ nhân như Isaiah 53 đã báo. Ngài chịu những lằn đòn ở trên lưng của Ngài để chúng ta được lành. Và Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này và Ngài chữa lành cho bao nhiêu người. Có những trường hợp Chúa chữa cho tất cả trong ngày hôm đó. Đủ mọi thứ tật bệnh, Ngài chữa cho hết, được lành hết. Chúa Giêsu thực hiện ý của Chúa Cha ở trên đất này. Rồi Ngài bước lên thập tự giá và trên đường lên thập tự giá, Chúa chịu những lằn đòn như vậy. Ý của Chúa đã bày tỏ chúng ta một cách nhịp nhàng, một cách dài hạn để cho chúng ta thấy Ngài muốn chúng ta sống ở trong sức khỏe thiên thượng. Đó là ý của Chúa. Nên khi chúng ta cần sự phục hồi sức khỏe, chúng ta không cần phải nghi ngờ Chúa có muốn chữa lành cho con hay không. Chúa rất muốn. Phần của chúng ta là biết ý Chúa rồi, chúng ta giản dị đến trước mặt Chúa, chúng ta xin. Khi chúng tôi cầu nguyện và phục vụ anh chị em là những người có những ốm đau trong thân thể của mình, chúng tôi cũng đến ở trong sự nhận biết ý của Chúa là Ngài muốn cho con cái của Ngài được lành. Thì lời cầu nguyện của tôi rất là chắc chắn, không có một chút nghi ngờ. Ngày xưa khi tôi chưa nắm được cái chìa khóa này mà cầu nguyện theo cái cách của những người đi trước mà tôi đã học và bắt chước, không đúng theo Kinh Thánh, nhưng mà thấy những người đi trước cầu nguyện sao mình cũng bắt chước như vậy thì không có kết quả. Như tôi nói với anh chị em là đến một lúc tôi thấy ớn và sợ khi người ta đến nhờ mình cầu nguyện vì họ cần được sự chữa lành. Để cầu nguyện không có kết quả, cầu nguyện mà người ta chết chứ không được lành. Nhưng từ khi khám phá ra ý của Chúa thì cầu nguyện và thấy được kết quả rất lớn, rất nhanh, bởi vì giản dị đến ở trước mặt Chúa. Tôi nhắc lại hai câu Kinh Thánh này, xin Chúa ghi khắc ở trong tấm lòng của anh chị em. Này là điều chúng ta giản dị ở trước mặt Chúa, không rụt rè, không sợ, giản dị đến ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Chúa nghe, Ngài nghe chúng ta. Câu 15, nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta sẽ mạnh dạn đến với Chúa, đến với Chúa trong sự ngợi khen, trình bày nhu cầu một cách rõ ràng và cầu xin theo ý của Chúa. Điều đó dẫn chúng ta đến điều thứ ba, là chúng ta cần cầu xin trong danh Đức Chúa Giêsu. Mỗi lời cầu nguyện phải được cầu xin ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Đây là điều rất là cần. Vì Chúa Giêsu Ngài nói rằng khi chúng ta nhân danh Ngài mà chúng ta cầu xin, Cha sẽ làm cho. Như Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta một cái sự xác nhận. Một hình ảnh mà cũng gần gũi để chúng ta có thể thấy được trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đó là những cái ngân phiếu. Một cái ngân phiếu, khi người ta điền cái ngân phiếu đó thì chúng ta thấy rằng có tên của người nhận, pay to the order of, cái người nào đó sẽ nhận cái ngân phiếu này. Ở trên chúng ta thấy có ngày tháng năm, tên của người nhận cái ngân phiếu, số tiền mà cái ngân phiếu này được viết và ghi ra một cách rất là rõ ràng bằng số ở trong cái ô chữ nhật đó. Rồi xuống cái dòng thứ nhì, chúng ta thấy rằng chúng ta viết ra một cách chi tiết bằng chữ, thí dụ như 450 đô la, 450 Mỹ Kim, thì viết ra một cách đầy đủ bằng chữ. Rồi nó phải chính xác với lại cái phần mà chúng ta viết bằng con số. Nhưng khi tất cả những chi tiết đó có đầy đủ rồi mà ở dưới cái dòng ở dưới không có chữ ký thì cái phiếu đó không có giá trị. Cái ngân phiếu đó không có giá trị. Cho đến khi được ký tên. Dù cái người viết cái ngân phiếu đó là 1 triệu phú đi nữa, nhưng nếu người này không ký tên thì cái ngân phiếu đó cũng không có giá trị. Người này không nói tôi có tiền ở trong ngân hàng mà tôi viết chỉ chừng đó mà tôi không cần ký. Cũng không được. Nguyên tắc là khi người ta nhìn một cái ngân phiếu thì cái điều mà làm cho cái ngân phiếu đó có giá trị và hiệu lực đó là chữ ký của người viết cái ngân phiếu đó. Và nếu cái người đó là người viết và có chữ ký của mình đã được ghi lại trong hồ sơ của ngân hàng thì khi đem cái người nhận đem cái ngân phiếu đó vào ở trong cái ngân hàng đó thì người ta liền dò xem cái chữ ký ở trên cái ngân phiếu này với chữ ký đã được lưu ở trong máy vi tính của ngân hàng. Thì hai cái nó giống nhau, người ta liền chi cho cái người mà đã nhận cái ngân phiếu đó.
anh chị em chữ ký trong lời cầu nguyện của chúng ta là danh của Đức Chúa Giêsu. Cho nên không phải là có ai đó ngồi suy nghĩ, chúng ta cầu nguyện xong rồi đồng nghiệp chúng ta cùng nhau nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Và đó là chữ ký đó. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu không được cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Đây là điều mà tôi tin rằng một cái chiêu thức của ma quỷ để làm vô hiệu quả lời cầu nguyện của rất nhiều cơ đốc nhân. Ở tại Mỹ này, ở trong một cái lý tưởng cũng như là muốn thế giới đại đồng này, thì có những mục sư, có những con cái của Chúa thuộc về các hệ phái dòng chính, người ta đã không nêu danh Đức Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện của mình. Ai muốn hiểu sao hiểu. Họ cầu nguyện xong rồi thì họ chỉ amen thôi. Trong khi Đức Chúa Giêsu ngày dạy chúng ta hãy nhân danh Ngài mà cầu xin thì Cha sẽ làm cho. Tôi có thể thấy người ta có thể tốn thì giờ để cầu nguyện, mà đối tượng của cầu nguyện đó cũng không được nhắc đến, mà cái chữ ký cho lời cầu nguyện đó là danh của Đức Giêsu cũng không được nhân danh Chúa để cầu nguyện. Thì lời cầu nguyện đó chỉ là một bài luận văn, một bài phát biểu, nhưng mà sẽ không có giá trị giống như một cái ngân phiếu viết mà không có chữ ký của người viết cái ngân phiếu đó. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta nắm được vấn đề, để chúng ta sẽ thấy kết quả ở trong ơn của Chúa là như vậy. Lý do là bởi vì Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 20 chép: vì chân cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải ở trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tại sao? Vì cả thế giới này đã được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài. Ngài sở hữu tất cả. Nên trong Ngài, tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải và amen ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ tại sao chúng ta cầu nguyện? Chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ amen là như vậy. Cảm ơn Chúa. Thứ tư, chúng ta phải cầu xin ở trong đức tin. Chúng ta nhận diện nhu cầu, chúng ta cũng tìm được lời hứa của Chúa, chúng ta sẵn sàng để xin. Và điều kế tiếp chúng ta cần biết đó là chúng ta phải cầu nguyện trong đức tin. Gia-cơ chương 1 câu 6 chép: nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Phải lấy đức tin mà cầu xin. Khi chúng ta cầu nguyện mà cầu nguyện trong đức tin thì mới có kết quả. Tại sao? Vì Chúa chỉ đẹp lòng với những người có đức tin. Còn không thì Chúa buồn. Nghịch lại với vui là buồn, phải không chị em? Hebrew chương 11 câu 6 chép: và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở chỗ đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng ta phải có đức tin. Muốn được đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có đức tin, vì nếu không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở chỗ đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Khi Đức Chúa Giêsu trên đất này thì Ngài vui lòng làm phép lạ. Ngài đuổi quỷ khi người ta tin Chúa có thể làm được. Nếu họ không tin thì họ cũng không nhận được điều gì. Nhưng mà theo chương 9 cho chúng ta thấy câu chuyện Đức Chúa Giêsu ngày chữa lành cho hai người mù. Đức Chúa Giêsu tìm ở họ điều của đức tin. Ngài hỏi: hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao? Họ thưa rằng: lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người và phán rằng: theo như đức tin của các ngươi phải được thành như vậy. Anh chị em có thấy chữ theo như không? Theo như đức tin của các ngươi phải được thành như vậy. Có nghĩa là đức tin là một cái điều kiện, một yếu tố quan trọng để việc mà họ xin được ứng nghiệm, được Chúa nghe đáp lời. Thì cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta cũng phải dựa trên đức tin là như vậy. Ma-thi-ơ chương 13 câu số 58: ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Đó là Chúa nghe trở về quê hương của Ngài ở tại Nazareth. Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ được vì chúng không có lòng tin. Như vậy đức tin là gì? Hebrew chương 11 câu số 1 cho chúng ta thấy đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, dựa trên lời của Chúa, dựa trên ý muốn của Đức Chúa Trời, mà chúng ta tin một cách chắc chắn những điều chúng ta đang trông mong là bằng cớ cho những điều mình chẳng xem thấy. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta có lời của Chúa,
có ý của Ngài, chúng ta biết chắc chắn mình sẽ nhận được điều mình cầu nguyện. Cho nên bởi đức tin chúng ta biết chắc một cách vững vàng những điều mình đang trông mong, đó là nó có, bởi vì bởi đức tin chúng ta tin như vậy. Và những điều chúng ta mắt chưa thấy, nhưng bởi đức tin chúng ta tin rằng nó có, nó đang đến với chúng ta. Cho nên sau khi chúng ta cầu nguyện, lời của Chúa hứa là chúng ta không thấy được bằng mắt xác thịt, thì chúng ta thấy bằng con mắt của đức tin. Chúng ta tin rằng chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Cảm ơn Chúa, lúc bây giờ lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ được kết quả ở trong ơn của Chúa là như vậy. Chỗ này thì có một cái gút mắt, và nhiều người thì được dạy chỉ có chỗ này, thì chúng ta thấy rằng người ta lại áp dụng vào tất cả mọi trường hợp. Đó là Luca chương 1 câu 45, phước cho người đã tin vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta thấy lời của Chúa xác nhận với chúng ta như vậy và nhiều chỗ nữa. Nhưng mà người ta thì nói rằng phước cho những kẻ không thấy mà tin. Cảm ơn Chúa vì những điều lời của Chúa Ngài xác nhận với chúng ta. Đừng nghi ngờ. Và chúng ta phải thấy bằng con mắt của đức tin. Có nhiều người nói rằng đối với Thomas thì ông đòi thấy, ông mới tin. Mà Chúa nói rằng phước cho những kẻ không thấy mà tin, và người ta nắm lấy cái điều đó vì nói rằng mình đừng cần thấy. Không, anh chị em, Chúa muốn chúng ta thấy trong ánh mắt của đức tin, vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ hay là bằng chứng của những điều mắt của mình không có thấy, nhưng mình biết chắc rằng nó sẽ đến bởi ánh mắt của đức tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, chúng ta phải cầu nguyện một cách sốt sắng. Chữ sốt sắng cho thấy một cái quyết tâm. Khi lòng của chúng ta chăm chú một vấn đề để thực hiện cho bằng được, đó là một quyết tâm. Sốt sắng cầu nguyện là cầu nguyện một cách quyết tâm, một cách hết lòng. Cảm ơn Chúa. Không xin một cách nửa vời, nhưng mà chúng ta xin một cách hết lòng, xin Chúa thực hiện công việc. Bởi vì chúng ta biết ý của Chúa. Chúng ta đến với Chúa mà chúng ta xin theo ý của Ngài. Chúng ta tin rằng Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành, và Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều mà chúng ta cần ở trong đời sống của chúng ta. Những gì không phải là điều tốt, chúng ta có thể cầu nguyện và xin Chúa Ngài can thiệp vào, Ngài cắt nó đi khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Cầu xin một cách sốt sắng. Chữ sốt sắng tại đây không nhất thiết là chúng ta cầu nguyện dài, nhưng mà là cái sức nặng của lời cầu nguyện của chúng ta. Người Mỹ có câu nói là the weight, cái sức nặng. It's not the length, không phải là cái chiều dài. Xin Chúa cho chúng ta là những người cầu nguyện với một cái lời cầu nguyện nặng ký, lời cầu nguyện có sức nặng. Bởi vì chúng ta tin, bởi vì lòng của chúng ta đặt một cách tuyệt đối vào Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng, tin đã được nhậm lời và tạ ơn Chúa. Mác chương 11 câu số 24. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không nghi ngờ gì, thì chúng ta biết chắc rằng mình đã được Chúa Ngài cho mình điều đó. Hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi chúng ta xin, mặc dù mắt của chúng ta chưa thấy, nhưng mà bởi đức tin chúng ta đón nhận từ xa. Chúng ta đón nhận và chúng ta bắt đầu cảm tạ Chúa. Anh chị em thường xuyên hay là gần gũi chúng tôi trong khi chúng tôi cầu nguyện cho những người có nhu cầu, hay là có những người thân thương đến để nhờ chúng tôi cầu nguyện cho. Thì chúng tôi không có cái người bệnh nhân ngay trước mắt để phối kiểm liền. Thì chúng tôi làm công việc tiếng nói của đức tin là con cảm ơn Chúa trước, vì chúng con sẽ nghe những tin tức phản hồi về điều Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng con. Chúng cảm ơn Chúa trước vì sự chữa lành. Để thứ hai này, thứ ba này, khi đi đến gặp bác sĩ xét nghiệm, thì chính bác sĩ sẽ xác nhận điều mà Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng con trong ngày hôm nay. Nên con cảm tạ Chúa trước. Tin, cảm tạ Chúa ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Và xin Chúa Ngài ban ơn để những chìa khóa này được anh chị em nắm bắt một cách vững vàng, để chúng ta có thể có một đời sống cầu nguyện một cách linh nghiệm. Và xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Hãy nhớ,
dư dật ở trong sự cảm tạ. Hãy nhớ chúng ta phải luôn ở trong sự ngợi khen để chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Tìm ở trong lời của Ngài. Ở trong lúc này, hãy tìm vào trong những lời hứa của Chúa về những lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Và ghi nhớ những lời hứa đó để khi chúng ta ở trong hoàn cảnh cần sự can thiệp của Chúa thì chúng ta có sẵn biết ý của Chúa để chúng ta cầu xin sự can thiệp của Ngài. Và khi chúng ta cầu nguyện, hãy cầu nguyện trong đức tin. Cầu nguyện một cách sốt sắng. Và khi chúng ta biết mình cầu nguyện trong đức tin theo ý của Chúa thì mình biết rằng Chúa đã nghe và mình đã nhận được điều mình cầu xin. Bắt đầu cảm tạ Chúa. Bắt đầu cảm tạ Chúa. Đúng, có những người vô tính, có những người lân cận của chúng ta, họ sẽ có thể nói nặng chúng ta nữa. Thấy đâu mà cảm ơn? Lành chưa mà cảm ơn? Câu trả lời của chúng ta là bởi đức tin chúng ta đón nhận từ xa. Vì đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong. Tặng Chúa trước. Mình biết rằng chắc chắn nó đang trên đường đến. Và chúng ta cảm tạ Chúa ở trong ơn của Ngài. Ngay khi chúng ta cầu nguyện và tin rằng mình đã được điều mình cầu xin, hãy bắt đầu bước đi trong sự chữa lành đó. Bước đi trong tinh thần mình đã nhận được điều mình cầu xin. Và bắt đầu cảm ơn Chúa. Đây là tiếng nói của đức tin. Đây là tiếng nói của những con người dám tin Đức Chúa Trời rằng Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài trong đức tin. Mình xin Chúa Ngài ban phước anh chị em sẽ là người được Chúa ban thưởng thường xuyên. Vì anh chị em đến với Chúa trong đức tin và tin những điều lớn lao mà Chúa Ngài muốn làm cho đời sống của chúng ta, khiến cho đời sống cầu nguyện của chúng ta luôn được linh nghiệm. Cảm ơn Chúa. Không biết những điều này có giúp đỡ được cho anh chị em không? Tôi tin rằng chắc chắn có những sự nhắc nhở quan trọng để đời sống cầu nguyện của chúng ta luôn được linh nghiệm. Hình dung với tôi, chúng ta mỗi người đều có một đời sống cầu nguyện linh nghiệm. Để chúng ta sẵn sàng cầu thay phục vụ những người chưa biết Chúa và chưa biết để cầu nguyện cho chính mình. Và chúng ta thấy rằng sẽ có một hàng ngũ của những người chiến sĩ cầu thay những con người cầu nguyện. Và Chúa Ngài có cớ để làm những việc lớn của Ngài trên đất này. Nguyện xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất như ở trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi xin được phép cầu nguyện cho anh chị em trong thời gian này. Xin hãy lắng lòng đến ở trước mặt Chúa và tôi cầu xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em. Là Chúa yêu dấu của chúng con. Mỗi ngày, chúng con học biết Chúa càng hơn. Và chúng con nhận biết từ nơi lời của Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Chúng con xác nhận ở trong buổi tối hôm nay, nguyện xin Chúa Ngài cũng ghi khắc ở trong tấm lòng của hết thảy anh chị em chúng con. Tôi là tất cả những điều tốt lành ở trong đời sống của chúng con đều đến từ Chúa, từ Cha sáng láng của chúng con ở trên trời mà đến. Và chúng con cũng xác nhận để chúng con không chấp nhận, không bị sập bẫy của Satan. Đó là tất cả những điều xấu xa đến từ Satan. Là kẻ đến chỉ để cướp giết và hủy diệt. Chúng con chọn tin rằng Chúa tốt lành của chúng con là đấng đến để chiên của Ngài được sự sống và được sự sống duyên dập. Là đấng vui mà ban phước cho những người kính sợ Ngài. Nguyện Chúa Ngài ban ơn để chúng con xác nhận điều đó trong tấm lòng của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để anh chị em chúng con mỗi người chuyên cần tìm biết ở trong lời của Ngài ý muốn của Chúa cho nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng con. Để khi chúng con có nhu cầu, chúng con có sẵn những lời hứa của Ngài. Và bởi vì tin nơi sự tốt lành của Chúa, chúng con có thể đến gần ngôi ân phước của Chúa và kinh nghiệm được sự đáp lời cầu nguyện một cách nhanh chóng, một cách lớn lao theo như lời mời của Chúa. Hãy kêu cầu ta. Ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn giữ lời Ngài hứa. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Cha tốt lành của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng hay làm những phép lạ lớn lao. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chu cấp cho chúng con tất cả những gì chúng con cần. Chúng con ngợi khen Ngài. Và đấng đã dựng nên trời đất muôn vật. Ngài sẵn lòng ban phước cho những người kính sợ Chúa và vâng giữ theo điều răn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Ngài. Chúng con hiểu ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Hãy quyết tâm trở nên những người cầu nguyện
linh nghiệm. Chúa đang cần những con người này ở trên đất này. Và Chúa chắc chắn sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.